left, now dance. Dance to the right, to the right, now dance. Dance to the left, now dance. Dance to the right, come on now. My turn's
giáo dục của trong tổ đã phép được tự lên tìm hiểu và báo cáo với lần họ hàng của bố mẹ họ hàng. Hôm nay là ngày đẹp tháng lành, nhà trai có lấy nhu cầu để nhà gái để chơi chuyện. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin trân trọng và kính mời một vị đại diện của nhà trai để phát biểu ý kiến. Xin kính mời. Đây là ông và bà và anh em chúng tôi về trong họ thì trân trọng giới thiệu và đây là ông trưởng trong họ và các anh em chị thân thiết nhất của gia đình đều có mặt dự buổi lễ này. Chắc chắn rằng trong một ngày gần đây chúng ta sẽ có gì gặp gỡ với ai bên gia đình hai họ và chị em bên đây. Được sự đồng ý của hai gia đình, chúng tôi xin lên và xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị của nhà gái đi bắt đầu lời kiến kiến của chương trình. Chúng ta vỗ tay để công nhận của lễ của nhà gái và bà mẹ thân sinh ra cháu Tùng và mẹ thân sinh ra cháu Dung lên trao lễ cho nhau dưới sự chứng kiến của các cô, các ông, các bà, các bác, anh chị và bạn bè của hai cháu. Xin kính mời.
sự thống nhất thành ra hai gia đình. Và cũng là cái lúc mà chúng ta đã bàn đến những cái việc trong năm của cháu thì xin báo cáo với các cụ, các bà, văn viên hai họ, bạn bè thân thiết của hai cháu và hai gia đình. Cho nên là gia đình của nhà trai chúng tôi rất mong muốn được có mặt của các cụ hai nước bà đến để chứng kiến cái ngày vui nhất của các cháu là một cái phương tiện ô tô chuyển mà để đưa các quý vị còn giới thiệu và kính mời đại diện các bên nhà gái tiếp phát biểu ý kiến, xin kính mời. Tôi xin kính mời bà mẹ sinh ra cháu cổ và mẹ sinh ra cháu dung lên chào em chị sau chị cưới. Tiếp theo thì tôi xin trân trọng giới thiệu bởi vì nhà trai nên đã phát biểu ý kiến về ngày. Có ô tô đón quý vị đại biểu. Nếu như trong trường hợp mà phương tiện có khó khăn thì đường chúng ta đi rất gần, và hai nữa là vì con mình cháu chúng ta sẽ đi bằng con đường phương tiện cá nhân hai lần. Xin cáo biệt cho mặt trận phó đại. Và cũng đã ngày giờ phương tiện đi lại địa điểm hôm đó diễn ra sẽ là đón dâu, đón cháu dung về lại lâu con trong gia đình. Cô bác và anh chị ngày hôm nay cũng là ngày rất là đẹp trời, như ban đầu tôi đã biết một tháng có một ngày có một giờ, và các vị thầy thiền ở đây đã công nhận lâu con, nhưng mà tôi không mặt cho ban tổ chức tôi xin nhắc một số điều như sau. Thứ nhất là đây phải làm được ba việc: an toàn về an ninh, an toàn về giao thông, rất quan trọng. Và giờ này cũng là bây giờ mà các vị đã thống nhất với nhau về lịch trình đến ngày sẽ sinh đà. Chúng tôi cũng xin mời các vị cùng toàn thể bạn bè thân hữu của hai cháu về nước là thuốc của chồng. Và hiện nay tôi xin báo cáo hỏi nhà trai có cho ý là xin nhiệt tình của các cháu bạn bè của hai cháu cũng chưa cháu dung và cháu tùng đến cái cùng đến chia vui và cùng đến chứng kiến đến trình diễn anh hỏi ngày hôm nay.
to the right, now dance. Dance to the left, to the left, now dance. Dance to the right, to the right. Come on now.
Tôi chưa tin tưởng cái điều một vị nhà trai nên phải hiểu những điều gì trước khi đọc. Xin trân trọng trọng kêu 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 trong trời tuổi hôm nay dù dễ dư dâu dâu cũng có cũng có không ngoan cô gì chú ta họ là những tiết bảo vượng của trọng trọng những kinh nghiệm của trai đến giờ này xin phép hãy họ cho trọng tùng 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 tùng
chân thành cảm ơn tiếp đón đồng nghiệp. Và sau đây thời gian dài dài những các tổ công tác nói một tháng là đợt này thành đợt này. Vậy thì bây giờ mình hỏi nhà trai trong những hoạt động chúng ta trong nhất chúng tôi tiến hành và tổ chức và trân trọng kính mời các cụ công các bạn toàn thể tất cả cô chú bác đến chúng tôi và lần nữa xin chân thành cảm ơn xin hãy hạnh da 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 da
niên rồi, thiên niên kỷ rồi, không cần có những cái vấn đề gì mà cả chúng ta có mặt ở đây để chia sẻ. Nếu cả thôn với hai họ biết đến các cháu đã có hai họ của chúng ta rồi, đã tới đây chia sẻ cái niềm cảm thông, cái niềm thương cảm đôi trẻ lên có đôi điều tâm sự cùng chúng ta trong cái căn ấm áp này. Để thay mặt các nhà giai, chúng tôi xin trân trọng mời các cô đứng lớp chơi trầu và trước khi vào làm chúc mừng cháu hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh chị cùng bạn bè của hai cháu Dung và Hùng. Đúng như người ta nói, mùa thu cũng là mùa mà chi quay về làm tổ, con người ta cũng phải theo quy luật tự nhiên ấy. Hôm nay tại hôn trường này, dưới sự chứng kiến của các họ viên của các cụ ở ngoài người đáng và đại diện các bạn là các chi tác phẩm của chú Dung như sau. Hôm nay chúng ta cả chạm dần hai cháu thương yêu nhau và có đầy đủ các thủ tục pháp luật, các thủ tục về mặt quy lễ của dân tộc Việt Nam. Khi thưa các cụ, tuy cháu Dung có lớn nhưng mà chưa có khôn, chúng tôi gửi gắm ở đây để làm dô con gia đình, đương nhiên là về cho gọi là phu tộc, xin lỗi. À, chúng ta về làm dấu con với gia đình thì tôi nghĩ là vừa làm cho vừa phải làm sao cho để dưới sự dạy dỗ thương yêu tôi biết bạn không phải là gái khi các bạn hơn thì cũng biết bạn là gái.
cháu không còn ở đây nữa. Bây giờ các cháu đã chuẩn bị là như thế là toàn bộ của mình. Qua của hai nhà và từ đó chúng tôi cũng không biết là nói thế nào để cảm ơn các vị, các bố, các ông, các bà. Bên ngoài tất cả hai bên đều, các cháu đều có những ngoài cái để mà nhìn nhận để mà nữa nói nhiều không hết được. Tôi xin trân trọng vị đại diện của nhà hai có lời một lời cảm ơn tôi chân thành cảm ơn sự có mặt của các ông các bà và ông bà cũng như là tất cả các vị đại biểu cùng các bạn nam nữ thanh niên đã tới. Quý ông, quý bà, quý vị toàn thể quan viên